Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm thứ 3 triển khai đã nhấn mạnh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên. Bởi sinh thời, Bác coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy và đi đến kết luận công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thực tế cho thấy, nếu người lãnh đạo ở các cơ quan đơn vị thực hiện tốt phong cách nêu gương, làm việc khoa học, biết phát huy dân chủ, thì việc hoàn thành các chuyên môn nghiệp vụ lẫn chính trị sẽ gặp nhiều thuận lợi. Phóng sự thực hiện tại Chi cục Thuế huyện Phú Lộc, một trong những tập thể tiêu biểu của tỉnh trong việc học tập và làm theo lời Bác. Những buổi sinh hoạt đảng như thế này đã được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua. Suốt quá trình hơn 24 năm làm công tác lãnh đạo, trong đó 12 năm giữ cương vị đứng đầu cấp ủy và cơ quan, ông Nguyễn Cáp hiểu rõ những chủ trương của Đảng chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu bản thân mình cũng như đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững và phát huy những luận điểm và phong cách nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của Bác. Việc học tập về triển khai đạo đức Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra cũng như là chi bộ được là duy trì thường xuyên, và trong đó đã tập trung xây dựng tác phong lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là trong việc mà thực hiện giao dịch đối với các tổ chức cá nhân nộp thuế, thực hiện tốt cái công tác là cải cách hành chính về thuế. Với nhiệm vụ đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, Chi cục Thuế Phú Lộc luôn đi đầu trong cải cách và công khai các thủ tục hành chính. 100% hồ sơ trả kết quả đúng quy định trong nhiều năm qua đã phần nào nói lên những nỗ lực trong chuyên môn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động. Thông qua việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã có 12 sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả thu thuế tại đơn vị được Chi cục Thuế tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng trong toàn ngành. Là một lãnh đạo trẻ của đơn vị, ông Mai Văn Việt Diện tự hào vì đã đóng góp sáng kiến về thu thuế xây dựng vãng lai ngoài tỉnh, tăng thu 18 tỷ đồng cho đơn vị. Để hoàn thành dự toán thu thì chúng tôi tiếp tục triển khai áp dụng sáng kiến cải tiến để khai thác nguồn thu để bù đắp các cái khoản thu qua cái vấn đề mà sự cố môi trường biển trong những năm vừa qua. Thì báo cáo anh thì hiện nay trong quý 1 thì đã triển khai là tập trung khai thác đối với các cái dự án trọng điểm. Trong quý 1 thì đã thu như vậy là cũng là tương đối tốt. Và hiện nay thì các cái doanh nghiệp đã khai và đã nộp tới thời điểm này thì trong quý 1 và 1 tháng tháng 4 thì là gần 3 tỷ đồng. Đó, thì báo cáo anh thì thực hiện chỉ thị số 5 thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái sáng kiến cải tiến để áp dụng bằng cái việc làm cụ thể. Đi đối với vấn đề thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ dự toán thu ngân sách thì đã có nổi lên nhiều cái sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý. Trong đó là sáng kiến về công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn đối với các doanh nghiệp ngoài công doanh. Rồi công tác chống thất thu phối hợp với công an để triển khai công tác thu nợ. Rồi là tiến hành triển khai tốt cái công tác quản lý vãng lai trên địa bàn. Và cũng như là cải cách hành chính, thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử, v.v. Tôi phải nói rằng là qua học tập và quán triệt một cách đầy đủ, kịp thời cho cán bộ đảng viên đối với đơn vị đã tạo nên một cái nét đẹp văn hóa trong giao tiếp ứng xử, xây dựng cái phong cách lối sống của cán bộ đảng viên một cách mẫu mực. Chính nhờ làm tổ công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiều tập thể và cá nhân chi cục đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cấp ủy chính quyền địa phương khen thưởng. Những thành tích được ghi nhận xứng đáng, nhưng quan trọng hơn là qua thực tiễn hoạt động, đơn vị đã rút ra bài học thành công từ việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, tạo khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.